Chào mừng anh chị đến với kênh Cờ Thế Thực Chiến. Hôm nay em xin chia sẻ anh chị ba trận cờ hay vừa diễn ra tối ngày hôm qua, ngày 3 tháng 12 2023 của cô gái Lâm Na. Mà anh chị xem trận đầu tiên, Lâm Na cầm đỏ đi tiên, chua cái cổ tưởng xuyên cầm đen thủ hậu, trận đánh rất là hấp dẫn mà anh chị thưởng thức.
Trang Duyên. Trang Duyên. Trang Duyên. Trang Duyên. Đây thì vua khai quốc Tử Xuyên đã buông cờ nhận thua, mà anh chị xem tiếp nhé. Thứ hai, Lâm Na cầm đỏ đi tiên gặp Miêu Lại Minh cầm đen thủ hậu, mà anh chị xem.
将军。将军。将军。将军。将军，将军，将军。将军，将军，将军。将军，pháo 9 tấn 1 chiến tướng sát cục. Trên đây thì Miêu Lê Minh buông cờ nhận thua, mà anh chị xin phép dán thứ ba, đâm na cầm đỏ đi tiên, còn đường đen thì cầm đen thủ hậu, mà anh chị thưởng thức.
将军。将军。将军。将军。将军。将军。将军。Chơi đến đây thế trận khó chống, Đường Đang đã buông cờ nhận thua. Video của em cũng xin kết thúc ở đây. Cảm ơn anh chị đã xem video. Nếu anh chị thích, anh chị nhớ bấm đăng ký, bấm chuông. Em sẽ tìm video hay nhất và mới nhất để phục vụ anh chị. Xin cảm ơn anh chị, xin chào anh chị ở đây. Hẹn gặp anh chị ở video sau.